Hello, we are going to learn about unit 7, letter J, lesson 2. Okay. Yêu cầu của bài tập này đó là look at the picture and tell me what you like. Cấu trúc câu what you like, bạn thích cái gì vậy? Trả lời là I like nếu tôi thích, hoặc I don't like nếu tôi không thích. Number from 1 to 7. Ok, chúng mình quan sát bức tranh và nói cho cô biết là các bạn thích gì và không thích gì. Các cô đã đánh số cho các bạn từ số 1 đến số 7 rồi nhé. Nếu mà chúng mình nhìn hình trái tim ở đây và cái biểu tượng là rất thèm ăn, thích ăn như thế này, chúng mình sẽ dùng cấu trúc câu là I like, tôi thích. Và nếu như chúng mình không yêu thích, chúng mình gạch chéo như này, và những cái món ăn ở số 5, số 6, số 7 này là chúng mình không thích, thì chúng mình sẽ nói là I don't like cộng với các cái món ăn ở bên không thích này nhé. Ok. Và đây là đây là bài hội thoại mẫu cô đã thiết kế và cô hướng dẫn chúng mình đọc bài nhé. Hello teacher. Today I want to talk about my picture. There are many fruit and drink in the picture. Do you like them? Do you like them? I like oranges. I like pineapples. I like pineapples. I like kiwis. I like kiwis. I like apples. I like apples. I don't like jelly. I don't like jelly. I don't like bananas. I don't like bananas. 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 Okay. I don't like jam. I don't like jam. That's all. Thank you for your listening. Okay. Chúng mình cùng nghe video của cô thật nhiều lần, sau đó quay video gửi lại cho cô nhé. Cô chào các bạn.